Tiếp đến mình sẽ nói về D3K2. D3K2, cái tác dụng vai trò của nó trong miễn dịch thì được người ta nhắc đến rất nhiều rồi. Đó là có những nghiên cứu và người ta thấy là cái việc bổ sung D3 ấy, nó làm giảm đi cái gọi là cái mức độ nặng của những bệnh lý liên quan đến cả đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới. Tuy nhiên khi bổ sung D3 này thì các mẹ cần lưu ý cái gì? Mình cần lưu ý về liều. Liều là một cái mình rất cần phải lưu ý, bởi vì có một bài báo mình đọc gần đây ấy, các bạn chắc cũng sẽ thấy xem nhiều trên Facebook liên quan đến ngộ độc do dùng quá liều D3. Thì liều D3 dùng như thế nào là hợp lý? Thực tế là cái ngưỡng trên ấy của liều D3 để gây ngộ độc nó là ngưỡng cao. Và mình nghĩ là cái ca mà ngộ độc đấy là dùng liều cao và thời gian nó cũng phải kéo khá dài rồi. Còn thực tế cái ngưỡng liều D3 mà mình dùng ngắn ngày thôi thì cái ngưỡng liều trên của nó là rất cao đấy. Tuy nhiên nhá, thôi bỏ đấy sang một bên, mình sẽ hướng dẫn về liều D3 thế nào là đúng. Thì theo đúng các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới ấy, thì với trẻ từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi mình cần bổ sung D3 liên tục. Với mức liều là với trẻ dưới 12 tháng là 400 IU trên ngày, 400 đơn vị D3 trên ngày đấy. Còn trên 12 tháng là 600 đơn vị D3 trên ngày. Tuy nhiên trên thực tế thực hành lâm sàng ấy, thì mình thấy là thực tế là sau 6 tháng ấy, mình có thể tăng lên cái mức liều 600 đơn vị cho bé rồi và không lo lắng về thừa D3 cho bé đâu, ở cái ngưỡng liều đấy thì chưa thừa. À, thì sau 18 tháng thì bổ sung như thế nào hả chị? Sau 18 tháng mình có thể bổ sung cho bé theo đợt. Tức là một năm thì như vào mùa đông chẳng hạn, ít nắng đi này. Mình sẽ chia theo mùa và cách ra. Ví dụ mùa đông, bổ sung một đợt cho bé. Chú ý là cứ khoảng 3 tháng, cách khoảng 2-3 tháng mình bổ sung cho bé một đợt, mỗi đợt khoảng 2-3 tháng đấy. Mức liều là bao nhiêu? Mức liều là 600 đơn vị. Đấy, nếu mà bổ sung đúng cái mức duy trì như vậy thì yên tâm, mình có thể đảm bảo là không có ngộ độc D3 được đâu. Và thực ra người lớn mình cũng thiếu D3 đấy, không phải mỗi trẻ con đâu. Và ở giai đoạn mà trẻ dậy thì nếu mà mẹ mà có để ý hay tức là có điều kiện và để ý được ấy, thì cũng có thể bổ sung cho bé, các bé dậy thì D3 vào cái thời điểm đấy cơ. Chứ không phải chỉ các bé nhỏ thì mới cần D3 đâu. Những bé hay là những người bình thường của mình như thế này cũng luôn cần D3. Và mình định nói một cái gì à? Còn vì sao cái D3 mà bổ sung quá liều nó lại có cái nguy cơ ngộ độc như vậy? Nếu mà D3 mà dùng liều cao mà kéo dài thì cái khả năng gây ngộ độc và tích lũy của nó là khá cao, bởi vì nó là một vitamin than hồng dầu. Rồi nha. Trong một số cái khuyến cáo của Bộ Y tế đấy, thì cái việc mà dùng liều cao D3 ấy còn được khuyến cáo trong những cái đợt cấp của nhiễm trùng đường hô hấp. Tuy nhiên là bổ sung liều như thế nào thì nếu không có gì đặc biệt thì mình dùng mức liều duy trì bổ sung 400 đến 600 đơn vị như mình hướng dẫn thôi nhá. Mặc dù cái mức liều của Bộ Y tế khuyến cáo thì nó rất cao, nhưng cái liều đấy nó sẽ là liều mà được kê đơn, tức là khi có bác sĩ chỉ định thì mình mới dùng, còn không tự ý dùng cái ngưỡng liều cao như vậy vì mình không kiểm soát được.